vị trí của nó là nằm ở California, Hoa Kỳ các chị nhé. Tuyến đường là có 6 làn xe, quốc lộ Hoa Kỳ 101 và xa lộ tiểu bang California. À, có lối đi bộ và lối đi xe đạp không các chị? Bắc qua cổng vàng. Vật liệu giòn thế. Cao là 227 mét. Độ cao của gầm cầu là 67 mét so với mặt nước cao của trung bình. Để không các anh chị? Tuyệt vời các chị nha. Tới là câu lạc bộ đi qua Mỹ các chị. Nếu mà anh chị có thích thì mình đi nha. Chắc là sẽ đến cây cầu này rồi đó. Ok, tuyệt vời các anh chị ha, chúng ta sẽ có thật là nhiều tiền đi du lịch vòng quanh thế giới. Để biết những cái gì ở trên TV mà hình ảnh sẽ ra trực tiếp ngoài. Đơn giản các anh chị, tại vì bây giờ là Elon Musk bây giờ đã ra các cái tên lửa hàng không vũ trụ á. Tức là bây giờ thí dụ thay vì các anh chị đi qua Mỹ á, thì chúng ta đi máy bay thì chúng ta tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi tàu vũ trụ á các anh chị, là mình chỉ cần phóng lên và phóng xuống thôi, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, không có tốn nhiều thời gian bằng cái việc mà chúng ta cứ đi máy bay nữa. Tại vì bây giờ các anh chị mà bay qua bên đó thì chắc cũng phải mất cả ngày trời. Thậm chí là Tony, ông đã từng đi qua bên châu Âu, từ cái châu lục của ông mà đi qua bên cái châu Âu á, từ cái nơi ông ở mà đi qua bên châu Âu á, là ông cảm thấy là nó rất là không thoải mái. Bay một như thế là phải 20, 22 tiếng ở trên máy bay. Đúng không? Chúng ta đã bay từ từ Bắc vào Nam là bao nhiêu tiếng anh chị? Nhưng mà bay từ đây mà anh chị bay qua Mỹ là anh chị biết nó bao nhiêu tiếng mà. Nó rất là lâu. Đúng rồi. Mình ở trên máy bay thật sự là nếu mà lâu quá nó cảm thấy không hề thoải mái gì nữa hết. Nhưng mà ở đây là người ta đã Elon Musk đã có một cái giải pháp. Giải pháp cho những người siêu giàu đó chính là gì ạ? Đi tàu vũ trụ nhanh hơn. Là bạn chỉ cần phóng lên và phóng xuống thôi. Là tương lai các anh chị sẽ đi được cái đó ha. Tuyệt vời. Không có phải đi máy bay nhiều đâu các anh chị. Các anh chị giao lưu với câu lạc bộ anh chị được mở mang nhiều bài học không ạ? Được mở mang ra thế giới không các anh chị? Và sắp tới em sẽ có nhiều cái chương trình cho các anh chị ra với thế giới nhiều hơn ha. Tuyệt vời. Quay trở lại với lại câu chuyện và bài học của chúng ta thì hôm nay chúng ta được nhắc tới một cái thứ đó chính là cầu nguyện. Cầu nguyện thì ở đây là gì ạ? Nó có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau anh chị ha. Cầu nguyện là nó có rất là nhiều cái phương pháp khác nhau. Trong cái cuốn sách này nè
thì chúng ta không có bàn tới cái lối cầu nguyện nghiêm trang, lễ nghi hay là lễ giáo các anh chị. Thường là các anh chị ở bao nhiêu số các anh chị ở đây hả anh chị? Buổi sáng anh chị dạy em chị còn phải tốn thời gian thiền, rất là nhiều thời gian. Và buổi tối anh chị cũng thường hay có cái thời gian là anh chị sẽ thiền khoảng nửa tiếng, một tiếng hoặc là 2 đến 3 tiếng. Có không các anh chị? Có còn không ạ? Thì cái lời cầu nguyện các anh chị nha. Cầu nguyện ở đây thì nó không phải là trang nghiêm, nghiêm trang, lễ nghi nữa. Mà cái lời cầu nguyện ở đây là nó sẽ hữu hiệu hơn. Hữu hiệu hơn các anh chị. Vốn có thể được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của bạn, dùng để nâng đỡ chính bạn và người khác. Cầu nguyện là cái việc phát biểu một cách trang trọng một cái ý niệm về cái điều mà chúng ta mong muốn thực sự. Ha? Là anh chị phát biểu ra một cách rất là trang trọng. Đó, trang trọng cái điều, cái suy nghĩ, cái điều mà anh chị mong muốn làm được các anh chị. Cầu nguyện là ước vọng chân thành. Ước vọng của bạn chính là lời cầu nguyện của bạn. Hiện tại anh chị đang ước vọng điều gì thì đó cũng chính là lời cầu nguyện của các anh chị. Cái lời cầu nguyện của các anh chị nha, nó phải xuất phát từ nè chị. Để mà gọi là cái lời cầu nguyện á, là nó phải xuất phát từ cái nhu cầu sâu thẳm nhất của bạn. Và phải, và anh chị tiết lộ những cái điều mà anh chị mong muốn trong đời nha, chứ không phải là anh chị hay công số anh chị thấy người khác á, kiểu như là mình thấy người khác muốn cái đó cái mình cũng muốn. Mà anh chị lưu ý là cái lời cầu nguyện các anh chị nó phải xuất phát từ cái nhu cầu sâu thẳm và tiết lộ cho anh chị, tiết lộ những cái điều mà anh chị thật sự mong muốn ở bên trong, mong muốn trong cái cuộc đời này nè, anh chị thật sự anh chị muốn cái gì, thì đó là cái lời cầu nguyện của các anh chị. Và ở bên Dubai các anh chị, họ rất là tin cái đạo Allah. Và họ hàng ngày họ cầu nguyện các anh chị. Cầu nguyện rất là nhiều. Và bởi vì vậy nên là họ đã thực hiện rất, cái niềm tin của họ rất là lớn. Nên là nhờ cái niềm tin đó mà họ đã làm ra rất là những cái điều rất là tuyệt vời. Vì vậy nên là nếu như anh chị có một cái niềm tin nào đó thì rất là tốt ha. Và tất cả chúng ta ở đây thì tin vào ai? Tin vào ai ạ? Tin vào sức mạnh tiềm thức, tin vào bản thân của mình. Đó. Thì lúc xưa có một số anh chị là tin cái bàn xóm hoặc là tin cái ông thầy. Thì ở chỗ em á là mọi người rất là tin cái ông thầy ở làng nhiệt. Có một ông thầy, ổng nói chung là ổng làm sao mà không biết, người ta tin nhiều lắm các anh chị. Và thậm chí là cứ mỗi lần mà tới Tết ấy, là phải thức 2 đến 3 giờ sáng. Thức 2 đến 3 giờ sáng để mà canh me các anh chị, canh me để mà canh nhau, để mà chen vô cái giờ đó để mà mình được xin phép của ông thầy đó. Thì cái ngày mùng 1 Tết là mọi người phải có mặt ở đó lúc 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ sáng để mà bốc thăm là cái ngày mùng 1 Tết các anh chị. Đó, nhưng mà chúng ta chọn tin ai ạ? Chúng ta chọn tin ai? Chúng ta chọn tin chính tính mình. Tin vào sức mạnh tiềm thức. Anh chị tin cái gì đó nó không có đúng hay sai nha, miễn anh chị tin nó là được. Có một số anh chị nói là tại sao sức mạnh tiềm thức là nó khác, mà chị lên chùa đó, chị lên chùa đó thì Phật nói khác, sức mạnh tiềm thức nó khác, Phật nói khác. Chị thấy hai thứ nó không có hợp nhau. Thì ở đây nó không có ai đúng ai sai các anh chị nha. Nếu những người trong Phật, trong chùa là họ tin theo cái cách sống của họ, họ tin theo cái suy nghĩ của họ, thì nếu anh chị tin theo cách nghĩ đó của họ thì anh chị có cái cuộc sống nó sẽ đúng như cuộc sống của họ. Còn nếu mà anh chị là cái người doanh nhân, một tài phiệt, anh chị đi tin theo những cái lối sống của một tỷ phú, của một triệu phú, của một doanh nhân, một tài phiệt, thì anh chị lại có cái lối sống nó giống của những người doanh nhân, một người tài phiệt. Chứ ở đây nó không có ai là đúng, không có ai là sai. Đó. Và giống như lúc tối chúng ta đã học là trong cái thế giới của tôi, trong cái cuộc sống của tôi, trong cái thế giới của tôi tạo ra. Chị Lê Hồng không biết là chị có đang tập trung và chị đang nhìn đâu vậy? Màn hình chị đây mà. Trong cái thế giới của tôi, trong cái cuộc sống của tôi và trong thế giới của tôi, thì nó không có cái khái niệm là gì ạ? Không thể xảy ra. Anh chị,
đây là gì ạ? Ở đây là cái niềm tin của cái ông này, niềm tin của thế giới của ông này. Nếu mà anh chị tin giống ổng thì sao, nếu mà anh chị tin ổng thì sao ạ? Không, ổng không cần biết ông đúng hay sai, nhưng mà nếu anh chị tin theo ổng thì cuộc sống của các anh chị nó cũng sẽ gì, nó cũng sẽ có một cái suy nghĩ đó là không gì là không thể. Nên là quan trọng là anh chị chọn tin ai, nhưng mà em chọn tin hay không đó nha anh chị, thấy không, không gì không thể. Và em lại chọn tin theo cái suy nghĩ của ông Maris là gì ạ? Chuyện gì cũng thể làm được. Và nếu mà anh chị, đó là lý do mà ở bên Dubai các anh chị họ rất là tin cái thánh Alas, bởi vì cái thánh đó là không phải là con người, nên là họ họ tin cái gì á, họ họ chỉ cần là gửi cái lời cầu nguyện cho cái thánh đó, và họ chỉ có một cái niềm tin là thánh luôn bên cạnh ta, và chỉ cần ta muốn cái gì thì thánh sẽ ban cái đó. À, nó khác cái việc mà anh chị tin những cái lời thầy bói, tại vì cái lời của những người mà thầy bói nó sẽ có hai chiều, là nếu như họ nói những cái điều tốt cho các anh chị á, anh chị tin thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu họ lỡ nói những cái điều mà nó không có tốt cho các anh chị thì cái cuộc sống của các anh chị cái điều đó nó không như thế mà anh chị đã tự làm cho mình như thế. Và ở trong sách Sức Mạnh Tiềm Thức nó đã có cái câu chuyện mà có một cái người đàn ông họ đã tự kết liễu cuộc đời của mình vì tin cái lời của bà thầy bói. Nhưng thật ra cái niềm tin đó nó tự kết liễu đời ông, chứ không phải cuộc đời của ông nó như vậy. Và lúc tối chúng ta đã nghe cái câu chuyện của một cái người đàn ông bị mắc kẹt ở trong cái khoang lạnh, đúng không anh chị? Cái niềm tin của ông là ông nghĩ rằng là trong cái khoang lạnh thì nó rất là lạnh. Không biết các anh chị có đang tập trung ạ? Chị Lê Hồng ơi, chị có tập trung được không? Nếu mà chị cảm thấy nó không có ý nghĩa thì chị có thể ra ha. Ok, không biết chị Lê Hồng thuộc nhóm nào ạ? Tại vì một số anh chị mà mình học chung nhóm là em có cho các anh chị trải qua cái lớp là kiểm tra, với lại là anh chị ghi chép livestream với lại đọc sách trước nha. Nếu mà anh chị hỗ trợ ở đây mà anh chị làm không đúng á, là khi mà những người bạn mình vào á, là họ không có hiểu gì chứ, và họ cảm thấy nó không có hình, nó không có cái giá trị gì cho hết. Nên là mong rằng là những anh chị trưởng nhóm là kiểm tra cái chỗ này cho em ha. Rồi cái này chị Bích làm việc lại chị Lê Hồng, em thấy chị không có tập trung lắm nên cho chị đọc nè. Là lý do các anh chị, nên là các anh chị tin vào ai thôi ha, nó không có đúng hoặc sai, anh chị ok không ạ? Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện của mình, câu chuyện về gì ạ? Lời cầu nguyện của mình, cái lời cầu nguyện của mình đó các anh chị, là nó phải đúng như vậy, nó phải được xuất phát từ cái nhu cầu sâu thẳm của các anh chị. Và cái nhu cầu sâu thẳm của ông Paris lúc tối là ông rất là muốn khỏe mạnh, cái nhu cầu của ông là phải khỏe mạnh, nhu cầu của ông Paris là phải tự đứng lên đi ra ngoài. Và anh chị nhớ câu này ha, phúc cho những ai khao khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa. Khao khát sự công chính là cái gì các anh chị? Phúc cho những ai khao khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa. Em muốn các anh chị bàn một chút về cái câu này. No thỏa là sao ạ? Công chính là sao ạ? Tại sao lại có phúc? Phúc là như thế nào ạ? Phúc cho những ai no thỏa. Sự khao khát mới làm được. Hồi nãy các anh chị có nghe cái câu là cái lời cầu nguyện các anh chị nó phải xuất phát từ cái nhu cầu sâu thẳm không ạ? Thì cái nhu cầu sâu thẳm chứng tỏ là cái đó nó phải sao ạ? Nó phải rất là khao khát. Thì những người nào mà có cái nhu cầu sâu thẳm, có cái sự khao khát đó thì họ sẽ gì?
À, cái chữ phúc ở đây nó thể hiện cái điều gì các anh chị? Phúc ở đây là phúc đức hay sao? Hay là phúc phúc lành? Hay là cái gì ạ? Chữ phúc ở đây nó thể hiện điều gì ạ? Vậy thì cái chữ no thỏa ở đây nó biểu hiện cái điều gì? No thỏa có phải là ăn no không các anh chị? No thỏa ở đây nó gồm những cái điều gì các chị ạ? No thỏa, thỏa mãn nhu cầu. Đúng rồi, no thỏa là thỏa mãn những cái điều mà anh chị thực sự mong muốn. Ví dụ như về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính. Anh tất cả anh chị cùng trả lời nha. Nếu mà anh chị không trả lời, anh chị không nhớ đâu. Đừng có để những người bạn mình giàu lên trong khi mình cũng học mà mình chưa có được giàu lên. Rồi, cảm ơn các anh chị. Này, cho mình tiếp tục. Cái câu này các anh chị đã nhớ chưa? Phúc cho những ai công chính. Vậy thì em hỏi các anh chị, cái chữ công chính ở đây nó thể hiện gì vậy? Tại sao phải là công chính thì mới được? Tại sao phải là công chính thì mới được các anh chị? Phúc cho những ai khao khát sự công chính vì họ sẽ được no thỏa. Công chính là chính trực, liêm chính, đúng đắn, đúng luật. Đúng rồi, công chính là đúng đắn, đúng luật, làm những điều đúng. À, có nghĩa bây giờ các anh chị khao khát làm hại ai đó được không? Các chị được no thỏa được không? À không, chắc chắn là không. Vì vậy nên là những cái điều anh chị khao khát nó phải công chính, nó phải chính đáng, nó phải có gì ạ? Nó phải có cái gì đây các anh chị? À, nó phải thành tựu, nó phải là một cái thành tựu cho xã hội, nó phải là một cái giá trị gì đó cho xã hội. Ví dụ như ở đây em khao khát cái sự công chính là khao khát gì ạ? Mình có thể trao thật nhiều giá trị giúp cho các anh chị thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Điều này có giá trị là thành tựu cho xã hội không ạ? Có giá trị cho xã hội không ạ? Thì ước muốn của em nó phải thành thôi, không thể nó không thành được. Rồi, ok. Thì cái chương đó em muốn các anh chị tám trước, cái chương đó em đã đọc rồi đó các anh chị, nên muốn nhắn mạnh lại cho các anh chị những điều này. Rồi khi nào mà hết cái cuốn này thì em sẽ quay trở lại cho các anh chị nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần khác. Chương số 11. Tiềm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công. Tiềm thức là bạn đồng hành hướng đến thành công. Và trên con đường đồng hành của các anh chị á, theo các anh chị thì anh chị có cô đơn một mình không? Theo các anh chị thì cái ông Rich lúc tối các anh chị, lý do vì đâu mà ông rất là mãnh liệt và rất là tự tin vào thân mình? Lý do là gì ạ? Đúng rồi, bởi vì ông luôn có một cái niềm tin là ở bên cạnh ông luôn có một cái quyền năng, một cái sứ, một cái người luôn hậu thuẫn cho ông mỗi ngày. À, vậy thì anh chị phải biết rằng là anh chị có một cái người bạn đồng hành hướng đến thành công, đó chính là tiềm thức đó. Vì vậy nên là bất cứ cái mục tiêu, cái mong muốn nào của anh chị á, thì có nên giấu một mình không? Hay là phải truyền cho người bạn tiềm thức nghe? Ý nghĩa nội tại đích thực của sự thành công là đạt được sự thành công trong quá trình sống. Xét theo khía cạnh này thì được sống một cuộc đời hạnh phúc, an bình và vui thú cũng chính là thành công. Những giá trị đích thực của cuộc sống như an bình, hòa hợp, vẹn nguyên, an toàn, hạnh phúc là những gì rất trừu tượng. Tất cả đều xuất phát từ bản ngã sâu thẳm của con người. Việc chiêm nghiệm và trao giá trị và những cái giá trị cao cả ấy tạo nên những cái hình dung về cảnh tượng đẹp và lý tưởng của tiềm thức của chúng ta. Đó là nơi thực sự, cái nơi mà anh chị thực sự phải nghĩ về. Vậy thì em hỏi các anh chị, cuộc sống như thế nào gọi là thành công ạ?
cuộc sống như thế nào gọi là thành công các anh chị. Khi nào mà các anh chị đạt được cái thành công của mình, lúc đó các anh chị mới thành công sao? Khi nào mà anh chị phải có 1 triệu đô thì như thế mới gọi là thành công hay sao? Hay là cuộc sống thành công nó là như thế nào ạ? Là anh chị phải gì ạ? Thành công trong quá trình sống, thành công trong quá trình sống. Vậy thì em hỏi các anh chị trong ngày hôm nay, các anh chị thành công trong quá trình sống là trong ngày hôm nay anh chị thành công cái gì này? Có phải là ngày hôm nay là một cái hành trình sống của các anh chị không ạ? Ngày hôm nay là một hành trình sống các anh chị nè. Vậy thì cái thành công của cái ngày hôm nay có được gọi là thành công của các anh chị không ạ? Đó, nếu như trong ngày hôm nay anh chị sống tốt, thành công trong cái ngày hôm nay, sống tốt trong cái ngày hôm nay, có phải là anh chị đã là người thành công chứ? Bởi vì sao? Thành công là gì? Là sống một cuộc đời vậy. Thành công trong quá trình sống, chứ không phải là cái đích đến cuối cùng của các anh chị. Vậy thì ngày hôm nay anh chị sống như thế nào? Và thành công của ngày hôm nay có được anh chị công nhận và ghi nhận không ạ? Hay phải là một cái thành công gì đó rất là to lớn thì mới được? Đúng rồi, ông Tống chúng ta phải nhớ gì ạ? Tôi liên tục rà soát lại những cái thành công của tôi. Để gì tôi xem nó là một cái động lực, một cái gì, một cái gọi là một cái đòn bẩy để mà tiến tới cái thành công của mình. Ngày hôm nay anh chị thức dậy, có ngày anh chị có công nhận là cái ngày nào mà anh chị thức dậy sớm, anh chị hoàn thành tất cả các quy trình là ngày hôm đó là anh chị thấy là mình đã rất là thành công rồi đó. Có một số anh chị nói rằng là cái chị đó là lúc đó em có gặp cái chị đó mà chị chưa có vào trong sáng nha, cũng như là chị không có học tập trong môi trường của mình. Chị nói là chỉ cần mà chị dậy trễ một chút thôi là bao nhiêu việc nó cứ đè đè lên nhau đến cuối cả ngày là không có làm gì được. Các anh chị công nhận mà, có nghĩa là chỉ cần chị dậy muộn một chút là nó tốn cái thời gian đó và cái việc này nó đè cái việc kia. Các anh chị có biết lý do tại sao mà? Tại vì khi mà chị đặt cái mục tiêu là chị dậy là 6 giờ hoặc là 7 giờ đi, nhưng mà chị dậy muộn một chút là 7 rưỡi mới dậy, thì ngay cái thành công, cái việc đầu tiên là thức dậy đó, chị đã làm thành công chưa? À, tại vì cái việc đầu tiên là thức dậy nó đã không thành công rồi, nên là cái cảm giác thất bại sau khi mà mình ngủ dậy mình không có thành công được sau cái việc dậy đúng giờ đó, cái cảm giác đó nó cứ trằn trọc, nó cứ tội lỗi, và chính cái trằn trọc, chính cái tội lỗi đó nó lại thu hút thêm luật hấp dẫn mà các anh chị, nó lại thu hút thêm những cái việc trằn trọc và trắc trở kia, thế là nó dẫn cho một ngày gì ạ, rối nùi lên luôn, hết việc nọ tới việc kia nó cứ hút nhau, nó cứ làm rối loạn lên luôn, và cái ngày hôm đó coi như cái người bạn đó sống không không có một cái thành công gì. Tại vì bạn nghĩ gì? Bạn bạn lúc nào bạn cũng có cái cảm giác là thất bại ngay cái việc thức dậy rồi. Đúng rồi. Vậy thì anh chị thấy cái việc đó, anh chị thức dậy sớm, thức dậy đúng giờ, làm tất cả các quy trình, nó quan trọng chưa? Thà anh chị không ra quyết định thì thôi, nhưng mà anh chị ra quyết định thì anh chị phải làm cho nó được. Tại vì khi anh chị làm được là coi như anh chị đã thành công. Trời ơi, thức dậy sớm làm quy trình xong rồi, thành công ạ. Thành công khí thế, trời ơi hôm nay mình thành công, mình quá vô địch. Và cái cảm xúc vô địch nè, cái cảm xúc thành công nè, bắt đầu học sách nè, bắt đầu ghi chép lên chim, để bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào nó cũng la hết đó, nó vui xong cái gì ạ, cả một ngày đó là em tin chắc cho anh chị luôn là cả một ngày hôm nay anh chị rất tuyệt vời và rất thành công, và thành công luôn nối tiếp thành công. Thành công ngày hôm nay anh chị sẽ ghi nhận cho ngày hôm sau, đúng không các anh chị? Đó, nên là có một số anh chị nói là cái ngày mà chủ nhật, cái ngày mà câu lạc bộ không mở Zoom á, là thường cái ngày đó là không có năng lượng. Cái lý do nằm ở đâu? Cái lý do là cái ngày mà không mở Zoom á, là cái ngày đó anh chị cho phép mình không thức dậy sớm. Ở đây là anh chị không có dậy làm quy trình, không có hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng, cái xong chúng ta bị bỏ cái thời, bỏ phí cái thời gian buổi sáng đó, chúng ta thức dậy với cái tinh thần là tiếc quá nè, sáng nay mình không có thức dậy sớm để mà hoàn thành cái quy trình, thế là cái ngày hôm đó sao anh chị cứ ngồi tiếc quá, rồi cứ có lỗi quá, không thật quá, tiếp quá này kia, nó quy cả một ngày. Ok,
Nên là anh chị đã không ra quyết định thì thôi, mà ra quyết định thì phải làm cho nó được. Ba tầm bước để tiến đến thành công các anh chị. Bây giờ chỉ còn cái 5 phút thôi, em sẽ dành giao lưu thời gian các anh chị nha. Ba bước để tiến đến thành công thì nó có một cái phần này, hôm sau em chia sẻ các anh chị luôn ở cái phần đoạn đằng sau ha. Rồi, thì trong cái quá trình học tập của các anh chị thì có anh chị nào mình muốn hỏi em thêm cái gì mà cái thời gian này rất là quan trọng ha. Nếu mà anh chị có những cái câu hỏi, những cái gì mà anh chị ứng dụng chưa được, tại vì anh chị nhớ là mình học là mình ứng dụng nó mới ra tiền, nó mới ra kết quả. Còn mình học mà mình cứ cứ nạp nạp vô mà mình không làm gì hết là nó không có ra cái kết quả được các anh chị. Thì không biết là ở trong đây có các anh chị nào mình đã vào mình học và mình cảm thấy nó không có cái hiệu quả gì, thì có thể cho em biết cái lý do hoặc là câu hỏi gì không? Thế bạn Tuyên có giơ tay, thì xin mời bạn Tuyên. Cho em hỏi cái là em cũng hay viết cái bức thư bức em hôm nay thì em đã làm cái bài thôi miên với bức tranh cho tháng 7 rồi, nhưng mà cho em hỏi một cái là cái viết bức thư cho vũ trụ vào buổi sáng và buổi tối á, là mình viết đi viết lại cái bức tranh đó à, hay là mình viết cái khác? Em cũng viết nhưng mà em cứ bị mâu thuẫn là không biết là có phải là viết lại cái bức tranh nữa không, hay là viết mỗi ngày mình viết một cái khác ạ. Theo em thì mỗi ngày em viết một cái khác nó sẽ giúp cho em có hiệu quả hơn, giúp cho em nhớ tới nó nhiều hơn, hay là em viết cũng một cái nội dung đó mình viết nhiều lần để mình gia tăng cái sự nhớ, mình gia tăng cái bức tranh đó, cái bức tranh nó rõ nét hơn, nó đậm sâu hơn trong tâm trí của mình. Em cũng định zoom xong để em nhắn tin hỏi chị lại cho đây, tại vì Thì bây giờ em sau khi mà chị hỏi xong thì em có câu trả lời của em chưa? có Tập rồi trung ạ. điều mình muốn, không có cần phải nói lan man những thứ mình không muốn. Rồi Rồi, em biết rồi, rồi. ok. Có anh chị nào mình hỏi không ạ? Mình cứ những cái hỏi đơn giản như thôi, các anh chị cứ hỏi đây ha. Rồi có anh chị nào đây mình học đã trên 1 tháng rồi mà mình không có kết quả gì mà đã trên 1 tháng rồi mà mình... chị Yên Lưu có thể mở mic giúp em được không ạ? Chị Dạ Yên Lưu có câu chào hỏi em. là làm sao để gia tăng cảm xúc, thì không biết là tất cả anh chị đây có anh chị nào có cái câu hỏi giống chị Lưu mà chị Lưu ơi, chị Yên ạ, Dạ chị tên chị Yên. Yên à, Lưu Yên, có anh chị nào mình có cái câu hỏi giống chị Lưu Yên không các anh chị, là làm thế nào để gia tăng cảm xúc mà? Hiện tại là không, thành ra là các chị đều có chị Huỳnh Phượng, có chị Hiệp Trần, có chị Ban, có chị Quách thị Trường, còn anh chị nào đúng mà, vậy là không đúng mà, có chị Phạm Sinh, Mộc Hoa, Mỹ Trang, chị Lê Hạnh. Không biết là chị Yên Lưu chị Lưu Yên à chị Yên thì không biết là trong cái thời gian mà chị học là được bao lâu rồi chị? Yên ơi, chị học với câu lạc bộ là trong thời gian gì là được bao lâu rồi chị ơi? Rồi hồi nãy em có thấy là một số anh chị có comment á, thì bây giờ em mời một vài anh chị ha chủ. Ví dụ như chị Lê Hạnh nè. Chị Lê Hạnh có thể máu bích được mà. Rồi chị Yên Lưu hình như thoát ra là sao anh chị? Rồi, chị Lê Hạnh đi.
Nên chị mời tôi. Ok chị, hiện tại là chị có cái phản hồi là chị chưa có cái cảm xúc, đúng không? Nên Giống cái câu của chị luôn. cái cảm xúc của mình bây giờ nó chưa nhiều ấy. Không biết là chị đã học bao lâu rồi chị Hạnh nhỉ? Theo cô câu lạc bộ được 11 ngày. À, 11 ngày. À, tất cả như anh chị mà không có được cái cảm xúc, anh chị học được lâu chưa các anh chị ơi? À, 11 ngày. Thì cái điều để mà có cảm xúc giống như hồi nãy chúng ta đã học một cái lời cầu nguyện các anh chị, là nó phải xuất phát từ trong cái gì ạ? Nó xuất phát từ trong cái khao khát ở bên trong của chị. Vậy thì nếu như mà cái điều mà chị cầu nguyện á mà chị không có cảm xúc, mà chị không có được cái niềm mong muốn mong mỏi, vậy thì quay trở lại cái câu hỏi là cái điều mà chị đang khao khát đó nó có quan trọng với chị không? Đã hiểu rồi. Ừ. À, câu hỏi thứ hai nữa là cái điều mà chị đang mong muốn đó nó đã được mổ xẻ ra rõ ràng chưa? Đó, ví dụ như em lấy ví dụ đơn giản, như có một số anh chị cũng muốn rằng là mình sẽ có nhiều tiền hơn, mình sẽ thành công hơn để mình có thể lo cho cha mẹ, để mình có thể lo cho con. Nhưng cái câu hỏi đặt ra là anh chị sẽ lo cái gì cho cha mẹ và lo cái gì cho con? Nếu như anh chị có thể rõ ràng như là hàng tháng anh chị có thể may vậy cha mẹ mình vài triệu, 5 triệu, 10 triệu, hay là hàng tháng anh chị có cái chế độ dinh dưỡng cho cha mẹ của mình, hay là hàng tháng anh chị muốn đưa cha mẹ của mình đi spa, đi đi du lịch, đi spa hoặc là đi massage, hoặc là anh chị có một cái khao khát là mình phải có đủ tài chính để xây cho cha mẹ của mình một cái biệt thự để họ cái gì ạ, tận hưởng ở trong đó, bơi lội ở trong đó, đi ra đi vô chụp hình check in, rồi họ có thể là gì ạ, có một cái khu vườn để họ trồng rau sạch, hoặc là họ có thể trồng trái cây rồi hái ăn. Còn con của mình, ví dụ như mình có một cái mong muốn cho con mình, thì con của mình đang trong cái tuổi phát triển, mình muốn có một cái đủ cái số lượng tài chính để mình cấp cho con mình cái chế độ dinh dưỡng tốt nhất để cho nó lớn lên một cách khỏe mạnh mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì, không cần phải sợ nó phải nó phát triển nó đều đặn hơn, hoặc là cho nó một cái chế độ, một cái khu học tập nó tốt hơn đấy. Thì khi mà chị rõ ràng như vậy không, hoặc là chị muốn có tài chính để lo cho bản thân chị, hiện tại chị bây giờ ví dụ như chị đẹp hơn, nó phải tốt hơn là chị vẫn cứ giữ mãi cái tuổi thanh xuân như thế, đúng không chị? Chị khỏe hơn, chị vẫn tốt hơn, nhưng mà cái khao khát đó của chị nó có được làm rõ không chị Hạnh? Ừ. Chị đã hiểu vấn đề. Ừ. Thì sau khi mà em nói vậy thì chị đã hiểu được cái điều gì, chị đã hiểu ra được Đấy, cái điều gì? chị đã hiểu là bây giờ là mình cái khao khát của mình ấy, những cái gì mà mình rất mong muốn mà xuất phát từ khao khát ấy, thì nó sẽ có cái cảm xúc hơn ấy. Và khi mình trong cái mục tiêu của mình nói là lo cho con hay là lo cho bố mẹ, thì mình phân mổ xẻ rõ là lo, nói rõ ra là lo những gì, thì mình sẽ cụ thể hơn về cái mục tiêu của mình, rõ ràng hơn và mình sẽ có cảm xúc hơn. Đúng rồi. Chứ khi mà anh chị nói là lo, thì nó chỉ thấy là gì ạ? Nó chỉ thấy là nó chỉ biết lo thôi. Nhưng mà cứ nghe cái lo không là thấy không thoải mái, mà cũng chả biết làm gì để mà lo. Nhưng mà khi anh chị rõ ràng ra là cho cha mẹ mình một cái chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh, thế cha mẹ mày khỏe lên đó. Hoặc là đưa cho cha mẹ anh chị có một cái nơi ở, hoặc là đưa đi spa mỗi tháng không có được khỏe. Ví dụ như là em Thư có vừa mua cho cha mẹ mình, vừa rồi có mua cha mẹ mình một cái ghế massage, cái ghế mà ngồi lên là thích bốt chỗ nào bốt, khỏi cần phải đi spa gì, có đi massage gì nghe chị, cứ leo lên ngồi là nó thích, nó bốt bên đâu là thoải mái đó. Nên là coi như là có cái người massage tự động ở nhà đó. Thì anh chị cũng có thể là gì cho cha mẹ mình được hưởng cái máy đó, thì cái máy đó nó cũng nhiều nhiều lại tiền lắm các anh chị. À, thì anh nếu mà mình nhưng mà mình thì em thích là cái gì nó phải tốt nhất, thì cái máy của em lại mua cho cha mẹ hiện đại nhất luôn, le lên ngồi với xong xin chào thì là chào bạn, khởi động là nó khởi động, bóp vai là nó bóp vai đó, bóp chân là bóp chân, bóp toàn thân là nó kêu ok toàn thân đó, nghe vui lắm các anh chị.
Nó thì cái máy đó của em thì nó rất là hiện đại, nó có kết nối với lại là hiện đại này, nó có âm thanh tiếng nói. Đó. Thì âm thanh tiếng nói thì thường là nó sẽ quen với chủ nó hơn. Ok. Đó. Thì anh chị sẽ có một cái động lực, có một cái gì để mà mình cho cha mẹ, và đặc biệt các anh chị, cha mẹ của em thật sự thì cha mẹ em không thiếu tiền. Nhưng mà có nghĩa là tiền mà sinh sống hàng ngày không có thiếu. Nhưng mà vẫn cứ thích, mỗi khi mà em cho tiền cho mẹ vẫn cứ thích. Rất thích các anh chị, rất là vui. Cái cảm giác nó, em cảm tưởng là cha mẹ em vui hơn gì hết luôn. Vui mà hạnh phúc vô bờ bến luôn các anh chị. Đó thì mỗi tháng á, là em chỉ có, em không có cho cha mẹ nhiều, tại vì là em biết cha mẹ em là dư tiền mà. Cho nhiều lên gì đâu phí, mất công cha mẹ lại làm những cái chuyện nó không tốt thì đúng sao. Nên là cái những cái tháng đầu tiên á, là em có là gì ạ? Em có thể cho nhiều hơn, bởi vì lúc đó em có nợ cho mẹ thì em cho nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ là em mà biết rằng á, là cha mẹ mình không có cần, có nghĩa là cho nhiều nhà đỡ phí tiền để mà gia tăng tài sản cũng được, thì em có gửi cho cha mẹ của mình mỗi tháng là chỉ có vài triệu thôi, để mà kiểu như là hàng 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 ngày ăn ăn bao nhiêu á, có nghĩa cả tháng là chi tiêu, có nghĩa chi tiêu tối thiểu của cha mẹ em là bao nhiêu, thì em sẽ cho mẹ em đúng cái khoản đó, để mẹ em trong cuộc sống không có bị bận tâm là à mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia thì mới có tiền ăn trong tháng, anh nhìn vô nữa. Nhưng mà cái tiền chi tiêu cơ bản trong tháng đó, là em đã có cái đứa con nó lo rồi, thành ra là mẹ không có phải lo cái đó nữa. Nên là bây giờ mẹ em là cảm thấy rất là khỏe mạnh, cảm thấy nó tâm trí nó thoải mái, nó không có bị áp lực là tháng nào cũng phải có cái đồng tiền đó để mà chi. Tại vì em biết cha mẹ em có tiền nhưng mà không có tiêu, phải kiếm ra tiền thì mới tiêu trong cái tháng đó. Đó nên là khi mà em nói là mẹ cứ phải cái gì mẹ làm được bao nhiêu thì mẹ cứ làm, còn lại là trong cái tháng chi tiêu bao nhiêu thì con sẽ cho. Đó. Và thậm chí các anh chị biết không, anh chị biết sao cha mẹ mà ăn uống dinh dưỡng không? Dụ á, à mẹ bây giờ mẹ ăn dinh dưỡng đi, ăn giỏi đi, cuối tháng cho tiền. Là từ khi mà em nói câu đó là tự giác ăn rồi. À, mẹ ơi bây giờ là con giao cho mẹ là ông cha, mẹ phải giám sát cha ăn làm sao mà phải đúng cử. Nếu mà mẹ làm tốt, à mỗi tháng con cho mẹ tiền công cho mẹ là mỗi cái ly như vậy là 50, thì cứ nhân lên là 30 ngày là nó sẽ có bao nhiêu tiền. Đó, sướng không các anh chị? Mẹ em nhàn nhã thảnh thơi, công việc của mẹ em là nhàn nhã thảnh thơi, ở nhà lo cho cha thôi cũng có tiền, rồi ở nhà ăn dinh dưỡng thôi cũng có tiền nữa các anh chị. Đó nên là không phải là các anh chị nghĩ ra mà tự nhiên cha mẹ em là đang rất là vui vẻ đâu. Rồi em có ra quyết định cho cha là nếu như hàng ngày cha luyện tập thể dục, cha dinh dưỡng tốt, con lại cho cha tiền. Nó thế là bắt đầu bạn đọc mà không có động lực, có động lực. Vui lắm các anh chị. Nên là mỗi lần mà tập thể dục á là chụp hình lại gửi cho nhá, ê cha đang tập thể dục không đó. Mà dạo này về thấy cái bụng cha xẹp nha các anh chị. Hồi xưa em theo mình đi vô Sài Gòn mà thấy cái người nào mà cái bụng hơi tròn tròn là nhớ tới cha, nhưng mà cha quen ngày hôm nay cái bụng đã bắt đầu xẹp xuống đó, bắt đầu là tại vì sao ạ, dòng dòng đời còn còn lớn á, thì cái dòng bụng nó phải còn nhỏ, nên là cái dòng nhỏ dòng bụng của con trai mình bắt đầu nhỏ xuống rồi, dòng đời bắt đầu lớn lên đó, rất tuyệt vời. Nên là anh chị sao ạ, anh chị hãy cứ đó, nên là em phải vì cha mẹ em, đến khi nào mà năng tạ rồi chạy bộ rồi nói chung là sức khỏe tràn đầy, lúc đó là sao em mới yên tâm được đó. Hay là mẹ em sướng lắm, mẹ em nhàn nhã thôi lắm các chị đó. Nhưng mà bây giờ vẫn cứ thích đi làm, đi làm cho khỏe. Ha, đã nên là các anh chị có thể là gì khao khát không, các chị có động lực kiếm tiền không, động lực kiếm tiền. Bây giờ em hỏi một số anh chị nãy giờ không có cảm xúc, bây giờ anh chị có cảm xúc chưa? Thế vậy em hỏi các anh chị có cảm xúc chưa? Anh chị yên lưu, chị lưu ý, chị có cảm xúc chưa chị? Nếu chưa em nói tiếp là chị có cảm xúc nè. Đúng rồi anh chị, tại vì anh chị không biết kiếm tiền để làm gì thôi, nhưng mà em có đầy thứ để em làm, em còn ai nữa? Em còn em trai, em còn chị gái nữa, em còn muốn phải cái người chị gái, gia đình chị gái em cũng phải hạnh phúc. Em muốn là em trai của em nó phải nhìn vào cái người chị mình để nó có cái động lực nó thay đổi, nó có cái động lực nó phát triển. Thì cái độ thành công của em ở cái mức như thế này mà em trai của em nó chưa có tỉnh ngộ được thì nó phải càng thành công hơn nữa, để em trai của em nó phải nhanh chóng nó tỉnh ngộ để mà nó phát triển, tại vì tự nó xây dựng cuộc đời của nó thì nó mới thành công giàu có lỗ lạc được. Tự chị hai của em phải gì ạ, phải thay đổi cuộc sống của chị hai của em thì chị hai mới 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 có thể tự lo cho bản thân của mình được. Còn nếu như mà đợi em chu cấp
thì nó cũng được, nhưng mà cái độ giàu có em nó phải rất là giàu có để em có thể nuôi luôn gia đình chị hai cả đời. Nếu như nuôi được cả đời thì nó sẽ nó mới ok hơn, nó mới phải cái độ giàu có nó phải nhiều để mình nuôi cả đời. Còn không á thì độ giàu có của mình nó phải đủ lớn để chị hai của mình phải thay đổi. Đó nên là em hỏi lại các anh chị đó, anh chị đang sống vì ai, anh chị đang sống vì ai? Nếu mà anh chị chỉ sống chỉ vì mình thôi á thì khao khát kiếm tiền ở đâu? Nhưng mà em không phải vì mình không các anh chị, em còn cả gia đình em phía đằng sau, em còn các anh chị ở đây nữa. Em hỏi các anh chị, nếu như em không thành công lớn thì em truyền cảm ứng được cho ai, em có thể giúp đỡ được cho ai? Cái việc em thành công hơn nữa, em phải thành công hơn nữa, kiếm nhiều tiền hơn nữa để làm gì? Để em chứng tỏ cho các anh chị biết là em làm được, các anh chị cũng làm được, là để gì? Để em có thể giúp cho các anh chị, truyền cảm hứng cho các anh chị. Đó nên là không phải em sống vì em, nên là cái khao khát kiếm tiền, cái khao khát thành công đó, nó lớn để làm gì? Để em có nhiều tiền để mà cống hiến và cho đi. Đó, nếu như mà em không có nhiều tiền thì ngày hôm nay trước mặt em cả một cái dàn mà gọi là để mà chia sẻ cho các anh chị nó phải lên cả là mấy trăm triệu. Đó, ở đây em nói các anh chị nợ hai ba cái điện thoại không, nó cũng phải là gần 100 triệu rồi, 2-3 cái màn hình MacBook rồi iPad này kia nó cũng phải 100 triệu nữa rồi. Thế nếu em không có tiền thì em đâu có truyền cảm hứng được cho các anh chị như vậy, đúng không? Đây là động lực em kiếm tiền để có nhiều tiền cống hiến lại cho xã hội, cống hiến lại cho các anh chị nè. Đó nên là anh chị có động lực kiếm tiền chưa? Động lực kiếm tiền chưa? Rồi có cảm xúc chưa? Rồi anh chị có biết không, mà ở trên cái hòm răng của em, nếu như mà em có một cái suy nghĩ, nếu như mà em làm những cái răng nó bình thường đó, khi mà làm những cái răng bình thường, khi mà các anh chị nhìn vào anh chị sẽ không bao giờ có cảm xúc. Thì cái động lực em làm răng là để các anh chị nhìn vào em, anh chị thấy rằng là có một cái vẻ đẹp, một cái nụ cười nó tỏa sáng, để anh chị có cái động lực, anh chị kiếm tiền, anh chị cũng giàu hơn. Và khi mà em đi làm răng, em không có chọn những cái thứ bình thường, mà em chọn cái thứ cái đẳng cấp nhất, những cái mà gọi là bền chắc và tốt nhất. Để làm gì ạ? Để truyền cảm hứng cho các anh chị đó. Vậy thì bây giờ tiền ở đâu? Đó chính là phải kiếm nhiều tiền hơn thôi. Và phải có nhiều tiền hơn để làm gì ạ? Với một cái mục đích cao cả của em là gì? Là để em có thể sở hữu một cái bộ răng mà nó xứng đáng, nó đáng giá, để nở nụ cười ra ai nhìn, các anh chị nhìn với ai, để tỏa cái ánh sáng này cho ai, cho các anh chị hưởng với ai. Đó, vì vậy nên là đó, có cái động lực không các anh chị? Có cảm xúc không ạ? Có cái mục tiêu, có cái sự khao khát ở bên trong mà. Cái lời cầu nguyện của em nó đều hướng đến các anh chị hết. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt lại là anh chị sống vì ai? Anh chị đạt cái mục tiêu đó vì ai? Để làm cái gì? Tại sao anh chị phải đạt mục tiêu đó? Đó, vậy thì em hỏi là một số anh chị hồi nãy đó, thì không biết là anh chị đã có cái cảm xúc chưa? Anh chị đã biết là làm thế nào để mình có cảm xúc hơn chưa ạ? Có chưa các anh chị? Nếu mà chưa em lại nói tiếp. Tại vì cảm xúc là nó ở nhiều cái cấp độ. Cái cấp độ nó khác nhau. Nhiều khi cái cấp độ của các anh chị là nó cần ở cái cấp độ nhỏ. Còn một số anh chị nó cần cái cấp độ trung bình. Một số anh chị cần cấp độ cao. Ở nên là nó sẽ nhiều. Ví dụ như anh chị chưa có được thì em lại có những cái cách chia sẻ và những cái khía cạnh khác để cho các anh chị ha. Rồi, ok, tất cả anh chị hầu như là đã có cái cảm xúc hơn, đúng không ạ? Có cái động lực kiếm tiền hơn. Có một số anh chị không biết kiếm tiền để làm gì, sợ mình giàu hơn các anh chị. Ok, nếu mà anh chị không biết tiền làm gì thì cho em. Tại vì sao? Bởi vì tôi là người tốt. Anh chị có nghe bài hát của em theo chưa? Bởi vì tôi là người tốt nên tôi xứng đáng có nhiều tiền. Bởi vì tôi là người tốt nên là tôi biết dùng tiền đó để giúp cho đời giàu có ha. Đời giúp cho tôi giàu có thì tiền giúp cho tôi giàu có thì tôi giúp cho đời giàu có. Cái bài hát Tôi Yêu Tiền của em á, nếu mà anh chị ấy, nó rất là nhân văn. Đó là một lời cầu nguyện, nó đúng với cái nghĩa đó, chính là gì? Là một cái tạo cái thành tựu cho người khác. Ok các anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta có thể kết thúc tại đây. Các anh chị có thể bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Thành công, đã thành công. Yeah! Cảm ơn các anh chị đã có mặt trong chương trình Zoom. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục chương trình tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ. Yeah! Xin mời các anh chị.